Xích 40-1, 40-2, 50-1, 50-2 là những sản phẩm mà mình đã chia sẻ với các bạn ở những video trước. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về xích 60-1 đến từ DBC, hay còn gọi là Dongbo Chain các bạn ha. Một nhà máy sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc và hiện đang có nhà máy tại Việt Nam. Với xích của chúng ta là một dạng xích chất lượng cao, đạt những tiêu chuẩn về ANSI, ISO và những tiêu chuẩn chất lượng khác để đảm bảo được cung ứng ra thị trường nước ngoài cũng như là trong nước của chúng ta. Ngoài ra thì cái thành phần vật liệu mà DBC họ sử dụng trên thép là những hợp kim thép đạt những cái tiêu chuẩn đầu vào rất là cao, cũng như là đầu ra được kiểm định rất là chi tiết. Bên trong sản phẩm của chúng ta như thế này. Đây là mã 60-1 với size là 60 và dạng xích đơn một dãy. Vậy thì nó sẽ khác với những cái mã khác là gì? Đó là về cái kích thước các bạn nha. Thì kích thước các bạn sẽ thấy ở trên cái hộp sản phẩm của chúng ta, nó sẽ được quy ước như thế này. Từ bên phải tay phải mình đi qua thì các bạn thấy đây là mã 60-1. Tiếp đến là về chiều dài, thì chiều dài của xích của chúng ta vẫn là 3.048m. Vậy thì các bạn thấy rằng là với cái size xích nó càng to lên, vậy thì cái mắt xích của nó sẽ không còn là 240 mắt như ban đầu nữa, mà nó sẽ giảm số lượng mắt xích đi, nó còn lại là 160 mắt xích, để nó đảm bảo được cái chiều dài là 3.048m các bạn ha. Cân nặng của nó cũng sẽ cao hơn, đó là 4.8kg. Và một sợi sẽ được đóng trong một cái hộp như thế này. Và đây là quy cách đóng gói, và ở bên trong của nó một lớp ni lông phủ. Xích luôn được chai dầu bôi trơn sẵn nha các bạn. Đầu tiên mình thấy một cái khóa xích. Vậy thì chúng ta biết rằng là xích nó sẽ không có được ghép nối lại với nhau thành một vòng tròn kính ha, mà nó sẽ là rời hai đầu như thế này. Nếu chúng ta không dùng hết 3m, chúng ta có thể cắt bỏ và dùng cái khóa xích này để nối lại các bạn. Các bạn thấy nhìn cái sợi xích của DBC nè. Logo sẽ được dập nổi trên những cái mắt xích như thế này các bạn. Mắt xích thì rất là dày. Việc này nó sẽ đem lại một cái lợi ích cho người sử dụng, đó chính là sản phẩm nó sẽ bền bỉ hơn. Bền bỉ ở đây tức là trong quá trình mà sử dụng các bạn. Với những cái mắt xích mà nó mỏng, nó sẽ dễ nhanh bị giãn, cũng như là nó bị một số cái vấn đề về cái độ mòn đó các bạn. Và đây là xích DBC, xích chất lượng cao được sản xuất bởi Dongbo Chain, một trong những thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc. Và Đại Kích Bắc hiện đang cung cấp dòng xích DBC. Cụ thể ở đây mã các bạn đang xem là mã 60-1 với size 60, một dạng xích đơn một dãy như thế này, được sử dụng trong máy móc công nghiệp. Và nếu như các bạn quan tâm, hãy liên hệ ngay Đại Kích Bắc.